Hôm nay thì anh em mình sẽ học cái bài dán đổi màu ô tô. Chi tiết về quá trình dán đổi màu ô tô thì cái bước 1 thì anh em mình sẽ hướng dẫn về buổi sáng hôm nay anh em mình sẽ hướng dẫn về cái quy trình để dán đổi màu ô tô bên mình. Thì về cái quy trình dán đổi màu ô tô bên mình thì mình đã gửi tất cả cái quy trình dán đổi màu ô tô vào trong nhóm rồi. Thì anh em sẽ check một lượt, mình sẽ phân tích từng bước một cho anh em cụ thể. Tức là về quy trình dán đổi màu ô tô gồm có 12 bước. Thì bước 1 là tư vấn và chốt màu, chốt mẫu đề can. Ở cái bước này á, thì anh em phải lưu ý một cái điểm là trong quá trình chốt màu, chốt mẫu đề can, anh em có những điều lưu ý là khi chốt mẫu nên tư vấn cho khách hàng màu sắc ở điện thoại này, điện thoại khác nó đã khác nhau rồi là thứ nhất. Thứ hai nữa là về cái len chụp ảnh của một số những cái dòng điện thoại nó đã khác nhau rồi. Cho nên là anh em mình tư vấn điện thoại nó và cái mẫu đề can á, nhiều khi có những góc nhìn nó khác nhau. Tức là góc này màu nhìn màu này, góc khác mình nhìn màu khác. Thì cái bước 1 là anh em mình tư vấn và chốt mẫu đề can. Đấy. Còn bước 2 thì bắt đầu là anh em bắt đầu quản lý, bắt đầu ra để kiểm tra toàn bộ những cái bề mặt xe, check in chụp ảnh. Ví dụ gặp một số những trường hợp lỗi như ở khu vực cánh cửa bên phụ này chẳng hạn, nó bị móp méo hay là bị xước ở khu vực nào, anh em mình ghi nó vào. Hoặc là đặc biệt đấy, anh em nên chú ý những cái phần này. Sau này anh em check in những cái đầu vào của sản phẩm, anh em mình nhớ cho một điều là cái phần kính này rất là quan trọng này. Mình cũng đã từng dính một số những cái xe là họ nứt hay là họ bị vỡ từ trước. Thì anh em phải, sau này anh em có làm ở đây hoặc là anh em có để làm xây dựng thương hiệu riêng đấy, thì anh em phải có những cái biên bản check in, check out, chụp ảnh những cái đầu vào, đầu ra của sản phẩm. Đấy, xem là gương này, kính này, hoặc là đèn, nhiều khi là đèn nó sẽ bị xước hay là bị vỡ. Đấy, những cái khu vực la răng anh em mình phải kiểm tra toàn bộ những khu vực la răng nó đã bị xước hay là có bị cong vênh móp méo gì không. Đấy, cả phần gầm anh em mình kiểu đi một vòng quanh xe kiểm tra tổng thể ở cái bước check in chụp ảnh này để ghi hết vào lệnh. Ví dụ ở trong lệnh thì nó sẽ có đầy đủ hết những cái thông tin khách hàng, tên xe hay là biển số và số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đấy, những cái tên dịch vụ, ví dụ như mà xe này họ dán đổi màu thì anh em ghi vào lệnh là dán đổi màu, hoặc là khách yêu cầu thêm những cái dịch vụ gì, ví dụ như dán điểm nội thất chẳng hạn, anh em phải ghi vào đây. Kỹ thuật nào làm việc, anh em mình làm bước nào đánh tích vào bước đấy, thì anh em mình tránh sót việc. Ví dụ mà khách bàn và dàn giao cho tôi mà tôi lại không truyền đạt hết cho anh em lại không biết đằng nào mà anh em làm, thì cứ quánh vào cái lệnh này mà anh em làm này. Sau này anh em mình cứ vào cái lệnh, ví dụ mà nóc này, dán nóc hoặc là dán không dán đuôi gió chẳng hạn, ví dụ mình anh em mình cứ ghi vào trong này. Đó. Đây là cái bước tên sản phẩm dịch vụ. Thì xong thì anh em mình bắt đầu kiểm tra toàn bộ thân vỏ xe xem mà móp méo khu vực nào không. Đấy. Trường hợp là cánh cửa nó bị móp, ví dụ móp khu vực nào thì anh em mình phải ghi luôn vào lệnh này là thân vỏ khi mà nhận là bị móp, cái vấn đề phát sinh ở bên cạnh này. Đó, xe bắt đầu vào xưởng thì anh em rửa qua một lượt đi. Bởi vì là cũng có một số xe thì họ giữ rất là sạch, còn có một số xe thì họ sẽ rất là bẩn. Thì anh em nên rửa qua một lượt đi, tránh trường hợp là khi mà anh em mình tháo một số những cái chi tiết trên xe nó sẽ gây trường hợp là bị xước sát. Như cái đèn kia chẳng hạn, nó có ở trong ở ngoài nó bụi bẩn chẳng hạn, anh em mình chỉ cần tháo, anh em mình tay anh em mình nhá, khi mà trong quá trình tháo anh tay anh em mình đặt tay lên đây, đặt tay vào những cái này nó có đang bụi bẩn này, anh em mình đóng cái đèn ra nó sẽ gây xước sát, cái đèn của khách hàng nó sẽ không thích. Hoặc là một số những chi tiết gặp những cái dòng xe sang họ sẽ rất là kỹ, cái tay nắm cửa này chẳng hạn, toàn bộ những cái nẹp này anh em nên tháo toàn bộ hết ra đó. Và những cái tay nắm anh em tháo xong hết ra rồi, bởi vì trong này này dán PVF thì anh em phải nên chú ý là phải tháo 100% ra cho anh nhá. Bởi vì PVF thì sau một vài ngày nữa mình sẽ hướng dẫn anh em làm những PVF. Bởi vì là khi mà trong quá trình anh em mình dán PVF á, trong này nó rất nhiều bụi bẩn này, bùn đất này, anh em mà không tháo ra là nó sẽ gặp trường hợp là anh em mình gạt PVF là bùn đất nó trôi hết ra là hỏng luôn cái miếng PVF đấy. Thì phải tháo hết ra. Cửa thôi là đi, chỉ cần những cái dòng lắc A ấy, hoặc là những cái dòng cơ bản ấy, chỉ cần anh em chỉ cần thiếu một cái gioăng cửa thôi là nó đi là gió nó phập vào là nó kêu rất là to, rất là ồn ở bên trong. Đấy. Thì anh em phải lưu ý cái phần này. Sau khi mà anh em đã dán xong, lắp xong thì kiểm tra lại toàn bộ các mép ở đề can. Ví dụ như mép cánh cửa này chẳng hạn. Mép cánh cửa này.
mép cánh cửa, toàn bộ những cái mép cánh cửa hay là những cái mép thành nóc, những cái mép cốp, mép nóc cabo, cảng, có thể là anh em tháo cái cảng này ra, anh em phải gập mép phía dưới xong bắt đầu là ta tiến hành quá trình nẹp mép. Cái này thì nó cũng không mất quá nhiều thời gian đâu, nó chỉ mất được cho anh em khoảng 15 đến 20 phút để anh em mình, một là anh em mình sẽ kiểm soát lại toàn bộ những cái quá trình mà anh em mình vừa dán đấy, nó kỹ được cho anh em mình thì nó sẽ hạn chế được cái phần lỗi nẹp mép. Cái phần nẹp mép này cũng rất là quan trọng. Sau khi nẹp mép ngon lành hết rồi, anh em mình bắt đầu trong quá trình là nẹp mép dán đề can xong rồi bắt đầu vệ sinh nội thất đấy. Nội thất thì bên mình đa phần là dán đổi màu, sẽ tặng kèm những cái gói dọn nội thất, rửa khoang máy. Thì khi lúc nãy anh em mình đã cờ lây bề mặt sơn hay là đã rửa xe chi tiết thì anh em mình đã vệ sinh khoang máy rồi, thì bây giờ bắt đầu là vệ sinh phần nội thất đấy. Xong lau toàn bộ xe, tức là vệ sinh xong nội thất thì anh em mình phải lau lại toàn bộ những cái khu vực, ví dụ như kính hoặc là đèn hoặc là đề can. Nhiều khi là những cái phần chi tiết nhựa bóng nó sẽ bám vân tay rất là nhiều, cho anh em mình nên là lau lại toàn bộ những cái phần sơn xe nhựa, phần mà mình vừa dán. Xong bắt đầu anh em lại bước 11 là anh em dưỡng toàn bộ những cái chi tiết nhựa hay là lốp đấy, nhựa, ví dụ nhựa nhám kìa, nhựa nhám ví dụ như con CRV, rất nhiều chi tiết nhựa nhám thì anh em bắt đầu dưỡng lại toàn bộ những cái chi tiết đấy. Xe thì cái mục đích của Warp Studio á, thì xe xuất xưởng bao giờ cũng phải là sạch đẹp từ trong ra ngoài, cho nên là anh em lưu ý một cái điều là cứ cái phần nhựa nhám đấy mình không tốn bao nhiêu công đâu, bắt đầu dưỡng lại lốp nhựa nhám rồi bàn giao xe cho khách, cho xe ra ngoài kia để xử lý toàn bộ những cái bề mặt sơn xe này. Xong buổi sáng hôm nay sẽ xử lý xong cái phần này, thì chiều bắt đầu là anh em mình thực hiện những cái bước dán đề can này, bắt đầu từ những cái bước check in chụp ảnh xem là gặp những phần nào, chẳng hạn anh em sẽ training cho nhau thêm xem là ví dụ mà kiểm tra quanh xe này xem nó gặp vấn đề gì về check in chụp ảnh hay không. Xong bắt đầu chúng mình bắt đầu rửa xe cờ lây toàn bộ xong rồi, bắt đầu rửa xe tiêu chuẩn, xong tháo lắp những cái chi tiết cần rửa xe tiêu chuẩn, tức là rửa qua một lượt đấy. Xong anh em mình bắt đầu tháo lắp xong rồi, sau đó là em sẽ, sau khi tháo lắp xong rồi bắt đầu rửa xe chi tiết và vệ sinh khoang máy, mình làm đúng theo bước. Xong bắt đầu đến cái bước 6 là cái bước tiến hành thi công, thì em sẽ hướng dẫn mọi người là trong cái bước thi công đấy nó cần lưu ý những cái điểm gì, và em sẽ hướng dẫn mọi người chia giấy, rồi anh em mình sẽ thực hiện từng bước một, chia giấy xong bắt đầu dán đề can. Xong mai bắt đầu là thực hiện theo những cái bước này, ví dụ như lắp ráp lại những cái chi tiết hay kiểm tra lại toàn bộ nẹp mép đề can, thì anh em mình sẽ thực hiện những cái bước sau. Và lưu ý cho anh một cái điều là đối với một số những cái dòng giấy ấy là nó bị gập như này là hỏng luôn này, gãy giấy như này là hỏng luôn. Ví dụ như một số những cái dòng giấy kiểu dạng giấy chrome ấy, em có biết giấy chrome không? Đấy anh em để ý nhá. Còn giấy tuyệt đối là những cái dòng giấy, càng những cái dòng giấy bóng thì anh em không nên để nó gập gãy như này, rất là khó hồi đó. Thì chuyện là nữa đi đây anh em nhá. Chia giấy á, trong quá trình chia giấy á thì anh em nên để thừa nó ra khu vực ở, anh em mình sẽ chia liền mạch một mạch từ phần cột C, từ phần phía đèn hậu này ra thẳng toàn bộ đến khu vực anh em sẽ chia đến khu vực phần cột A, chia đến cách cái cua lốp phía trước, tức là cách cái cánh cửa phía trước này khoảng tầm 20 cm. Để làm gì thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em. Tức là khu vực
phần này này, nó chỉ cách cái cánh cửa trước, tức là cái phần mà anh em đang cầm ở tay này, nó chỉ cách cái cánh cửa trước khoảng 20 phân, tức là nó chỉ đến đây thôi. Đấy, thì cái phim khu vực phía sau á, cái khu vực phía sau thì nó lại phụ thuộc vào khu vực phía sau thì nó lại phụ thuộc đây, cầm em. Cái khu vực phía sau, cái độ thừa của khu vực phía sau thì nó lại phụ thuộc vào cái cua lốp phía trước. Tức là khu vực phía trước ở cách cánh cửa anh em cứ cho thừa khoảng 20 phân ra, khu vực phía sau cách mép đèn anh em nó sẽ phụ thuộc vào cái phần cua lốp phía trước. Nếu mà cua lốp phía trước đây, nhìn cái khu vực phía đây này anh Hoàng này, ví dụ khu vực phía lốp, cua lốp phía trước nó to khoảng tầm 20-40 phân, thì khu vực phía sau anh em mình cũng phải để thừa khoảng tầm 50 phân, để khi mà mình chia cái khu vực phía sau nó ra luôn được cái vè trước này, cái cua lốp phía trước này. Đấy, thì sẽ em nhớ là em đặt ở đây, em đứng đây, em áng chừng, tức là bây giờ nhá, một tay em cầm đấy, một tay em dò xem là cái khu vực cái mép này em để cách mép khoảng tầm 20 phân như thế này, ok em phải không? Đấy, còn khu vực phía sau em để cho nó cách mép, tức là cách cái mép đèn này này khoảng tầm 4-50 phân. Nó lại phụ thuộc vào cái vè cua lốp phía trước kia xem nó có to hay nhỏ. Đó. Thì đây. Dư ra ngoài này khoảng tầm 4-50 phân nhá. Cứ chú ý dư khoảng 4-50 phân. Tí nữa em sẽ hướng dẫn chia ra được luôn cái cua lốp phía trước. Chia giấy đẹp thì dán liền một hắt một miếng từ chạy dọc ra đằng kia luôn. Đó. Thì bây giờ một số những con ví dụ như Mazda 3 nó sẽ có những cái gân này, hoặc con City này nó cũng có gân ở đây, thì anh em chia cái gầm này riêng cũng được, nối gân, nối bắt đầu từ đây thì cũng không việc gì đâu. Đấy. Còn bây giờ bắt đầu chia lại những cái phần, ví dụ những cái phần này thừa anh em cắt bỏ đi để cho mình dễ hình dung ra. Đấy. Thì nó cũng như cái bài mà đã hướng dẫn anh em, sẽ bây giờ anh em mình sẽ vạch để xem những cái khu vực thành nóc nó ở đâu, cũng chỉ có vạch từ cột B đấy nhá, nhớ nha anh em, cứ vạch từ cột B ra cho mình. Là bắt đầu cột B là cái cột này này, cái cột giữa hai cánh cửa A và C này. Đấy, thì đây là cột B, thì anh em cứ bắt đầu lấy kích thước bắt đầu vạch từ cột C ra, à cột B ra. Đây, bắt đầu vạch từ cột B này. Còn cái bắt đầu từ đây trở đi là anh em cứ tuột thẳng. Đó. Đây là phần cánh cửa này. Đây là phần gầm này. Gầm bắt đầu chạy này. Đó, đây là phần cánh cửa này. Đấy, thì bây giờ anh em đã xác định được cái khu vực anh em mình cần cắt rồi. Bắt đầu nhấc toàn bộ ra. Đấy, nhấc toàn bộ. Rồi. Kéo căng căng hay căng, đúng rồi. Đó. Cắt thừa nhá, anh em nhớ phải cắt thừa ra khoảng tầm 5 phân. Đây, khu vực phía này. Em là người cầm, đúng rồi, em cầm hai tay như thế. Khi mà người ta cắt ấy, thì em cầm hai tay như thế. Có cái lưỡi dao này nó dài dài ấy, chọc mẹ ra. Có được không?
Đó. Cầm lên đi. Khu vực ở thành nóc này nhá, anh em mình đã cắt hụt vào tận đây rồi. Đó. Thì khu vực kia nó phải thừa, và khu vực này, hai khu vực giữa hai cánh cửa này anh em mình tí nữa anh em mình cũng vẫn phải cắt thừa. Tức là bên này nó cũng phải thừa sang tận đây. Xong thì nó sẽ bởi cái phần cánh cửa bên kia nó phải thừa tít mãi ra đằng cái phần bên này, nó phải thừa ra tận đằng này nữa. Cho nên là phải thừa khoảng 20 phân. Thì đây là phần cánh cửa của hai bên. Em cho đủ đi. Đủ chưa? Bên đấy thoải mái chưa? Hả? Cho thấp xuống đi em, cho thấp xuống. Đó, thấp xuống. Đúng rồi, thấp xuống để cho nó đủ đi. À trên đấy thiếu à, thế thì cho dịch lên. Rồi, em giữ này cho anh. Bên đấy thừa nhiều không? 5 phân. Thì bên này chắc 5 phân. Bên này cũng thế, thế cắt đúng ở giữa. Đây này, anh em so sánh hai đầu cho nó thừa đều ra xong cắt ở giữa cũng được. Em giữ chuẩn nhá, em giữ chuẩn nhá. Mấy cái rơm rơm này bỏ đi. Cắt bỏ đi, chả giải quyết gì đâu. Tí nữa anh em mình có thể dán được những phần khác nữa. Ví dụ như cái phần nẹp này. Đấy, bây giờ nhân nha, cắt để cắt đúng cái vạch ở giữa này, khi mà anh em mình đã tính toán đã căn rồi, cắt đúng cái vạch ở giữa này là ok. Đó, đây cánh cửa trước đây, ok không nha? Ok rồi đúng không? Đủ chưa? Thừa đi, cho thừa đi, đằng này vẫn thừa mà, thoải mái rồi đúng không? Quận lại cánh cửa sau anh em, đủ phải anh như anh em nhớ nhá. Sau phải thừa một tí, hơi thừa một tí để gập mép vào trong khu vực này này. Đấy, ví dụ đối với một số cái màu chìm này thì gần như là anh em không cần gập mép, nhưng một số những cái màu nổi là anh em phải cần gập mép. Đấy, cái này ok rồi. Cho chéo chéo một tí. Ok. Ok. Tức là anh em mình dán cái phần này anh em phải căn trước, căn sau, rồi căn cả phần dưới gầm này nữa xem là nó có đủ hay không. Như này là anh em mình tí nữa là cứ sẵn để phẳng giấy, quan trọng là phải để phẳng giấy. Dán như thế này là ok rồi anh hiểu không? Đấy, như cái phần này này. Đấy nhá, khi trong quá trình bắt đầu anh em lột cái đề can ra ấy, thì để cho đề can nó thật phẳng đi. Rồi bắt đầu có một người đứng trước, Hưng đứng trước căng canh đi. Đấy, căng lột giấy ra, lột giấy ra, lột tẩy ra. Cao tay lên, đấy, cao tay lên. Đó, bắt đầu anh em mình bắt đầu đi cái phần thành trước. Lột nữa đây em. Đó, giấy cứ phải để thật phẳng nha, anh em nhớ là giấy cứ để thật phẳng. Ôm xuống, ôm xuống. Đó. Này. Ví dụ như đây nó có cái gân thì anh em mình vuốt qua gân luôn. Để cho giấy, ví dụ cái tác dụng của qua gân này á, là cho giấy cái khu vực phía dưới này nó phẳng. Cho nó phẳng ra. Đó. Kéo căng à, ôm à, ôm à. Rồi. Đó. Đây khu vực phía dưới này nó cũng có một gần em. Đây bây giờ nhá, khi đấy em bắt đầu xẻ cái khu vực này ra. Đó. Mình làm khu vực phía dưới trước, bỏ cái phần này luôn. Đó, phần này coi như là nó không liên quan.
Đó, giấy bắt đầu anh em nhá. Nhưng có những cái phần nào ví dụ mà cái đường của nó mà không sâu quá anh em có thể ép được thì cứ ép xuống, không vấn đề gì cả. Ví dụ như con này, cái ví dụ anh em mình sẽ phụ thuộc vào một là cái chất lượng keo nữa, chất lượng keo, chất lượng giấy thì anh em, và cái độ sâu của rãnh thì anh em cân đối. Chứ nếu mà giấy này mà cái rãnh nó sâu như thế này anh em nên thả tay vào, thả tay vào dán cho nó an toàn. Chứ nếu mà cứ bắt đầu căng phẳng như thế này thì cũng được thôi, nhưng mà nó căng quá là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái keo này thì anh em cũng biết là nó thuộc dạng kém chất lượng, cho nên là anh em nên thả tay vào những khu vực ví dụ như ở phần này thì nó không có cái gì nó gọi là cong quá thì anh em mình có thể là ép được nó vào, nhưng mà phần này thì anh em nên trùng tay thả nó vào. Đó. Giấy bao giờ anh em cứ phải để ý một cái điều là giấy bao giờ cũng phải để thật phẳng. À, cái phần này đoạn quét ra ấy nó lại. Nhớ là những cái đoạn này anh em đừng ép nó vào, ép là dễ bị trường hợp là nó lên lắm. Anh em nhớ là phải lùa nó vào nhá. Đây là phần cánh cửa này, lùa nó vào được. Cái này can ấy, cứ nhớ cầm nó trùng tay xong lùa vào cái phần cánh cửa này. Đúng rồi, đấy, lùa nó vào này. Xong đoạn anh em bắt đầu gập vào những cái phần thành này nhìn nó đẹp hơn. Đây, đoạn anh em mình gập được vào những cái phần thành này nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó. Khi anh em mình mà chia giấy nó chuẩn rồi, dán nó nhàn lắm. Đây. Cái phần góc này anh em cứ bắn nhiều nhiệt bắt đầu ôm nó vào. Nhớ là phải mình khi mà anh em mình dán phải miết những cái phần mép này trước đã, bởi vì những cái phần mép này là thường anh em hay quên, không miết những cái phần mép này nó sẽ bị bọt ở những cái phần mép này. Đấy, bây giờ anh em mình cứ khi mà dán đến cái phần góc này bắt đầu làm một cái đường miết một cái đường mép này trước đã. Đó, không bao giờ bắn nhiệt vào. Phần góc này cho nó tròn vào, ôm tròn nó, ôm nó tròn, nó bắt đầu anh em bắn nhiệt vào nó là lúc đấy chịu.
những phần góc góc này anh em cứ bắn nhiệt vào cho nó mềm giấy đi, xong bắt đầu ôm nó vào. Bằng mép luôn. Anh em nhớ là làm phần nào hết dứt điểm luôn phần đấy, chứ đừng làm miên man quá nó mức là nhiều khi rất là bị lâu. Làm xong phần nào là làm dứt điểm luôn phần đấy. Đây, ví dụ những cái phần này anh em mình lôi được nó ra thì vào mép thì được đẹp hơn, sâu hơn. Khi mà những cái phần này anh em vào được rồi, xong bắt đầu cắt mép đi nhá, đừng để nó thừa nhiều quá, không tí nữa không đóng được đâu, không đóng được mấy con chốt này vào đâu, nếu phải cắt mép đi. Đó, mép mí anh em bênh ra được cái đoạn, nhìn những cái góc cạnh này rất là đẹp này. Cái góc cạnh mép này rất là đẹp mà nó không bị bong ra. Nhớ là phải miết trước một cái đường nữa, càng tốt. Cái bình xăng này thì đối với cái bình xăng này thì nó không có gioăng riêng gì, anh em mình cắt bằng mép hết.
Đó. Mục đích lúc này là khó bắn, Hưng có nhìn thấy không Hưng? Mục đích lúc này là mình khó bắn rất là nhiều nhiệt vào những cái góc, đa phần là 1, 2, 3, 4 góc này, và để can nó gần như là nó không có cái độ co giãn đàn hồi nữa. Anh có hiểu không? Đấy, những cái góc này để can nó không có độ co giãn đàn hồi nữa thì nó không lên được. Bây giờ khó thoải mái, để thoải mái, vài ngày anh chả bao giờ có gặp vấn đề gì cả. Bởi vì là nhiệt lúc đấy là cái lúc mà anh em mình bắn nhiệt nó vào xong anh em mình dán nó xuống là lúc đấy là nhiệt nó chín lắm rồi. Và bắt đầu dán đến khu vực phần thành này. Đấy, nhìn đây. Viết nửa nửa góc xuống một này, nửa góc này xuống một này. Không, bắt đầu trùng tay, nhớ là phải trùng tay nhá. Không, lại đẩy nửa góc lên này. Đó. Tuyệt đối anh em đừng nên để là nó có bọt khí ở cái phần cứ nhớ là phải trùng tay nó vào, thả nó vào. Họ lại một lượt, nếu mà gặp vấn đề gì nó bị luôn, lên luôn. Đấy. Đây, như thế này là ok rồi. Đấy. Giấy đã anh em đã lái theo form của nó rồi, cho nên là cũng không cần. Đó. Giấy đa phần là anh em mình cắt, khi mà anh em mình cắt đổi màu là anh em mình ôm theo form của nó rồi, cũng không phải lái nhiều. Lái nếu mà để lái nhiều nhất thì chỉ bắt đầu từ cột B trở ngược là anh em mình phải lái thôi, bởi vì cột B là anh em mình cắt thẳng một phát ra đằng kia luôn. Đấy.
keo này bám thì như màu này nhìn nó đẹp hết này. Nhìn hay phết đấy. Như kiểu màu này nó dạng là màu xám lông chuột.